Ngọc Hân muốn hỏi nữ ca sĩ Như Loan là chủ đề của mình là về mùa đông. Như vậy thì chị có thể chia sẻ với khán giả một cái mùa đông nào đáng nhớ nhất trong cuộc đời của chị là khi nào, ở đâu và với ai không? Actually, Ngọc Hân hỏi câu mà Như Lan giống như là chưa bao giờ nghĩ đến. Tại lúc nào luôn, Như Lan thường thường là không có thích mùa đông lắm, chỉ thích mùa hè hoặc là mùa thu. Mùa thu là tại vì lá cây rồi quần áo, nhưng mùa hè thì vì lúc nào cũng mát mẻ, được đi đây đi đó. Nhưng mà ít khi mà Như Lan nghĩ đến mùa đông. Nhưng mà nếu mà để nói lại một mùa đông rất là kỷ niệm, chắc có lẽ là maybe way back lúc mà Như Lan mới qua Mỹ. Tại vì quý vị cũng biết là Như Lan ở bên Việt Nam thì ở một cái nơi gọi là Bảo Lộc. Ngọc Hân có biết Bảo Lộc không? Dạ, Bảo Lộc gần Đà Lạt. Dạ, yeah. Bảo Lộc Lâm Đồng. Bảo Lộc Lâm Đồng. Yes. Cho nên là nó rất tropical, nó không có mùa đông. Như Lan chưa bao giờ phải mặc áo len. Cho nên là lúc mà qua Mỹ thì Như Lan nhớ là cuối tháng 9 thì sau đó là ở đây mùa đông, mặc dù Cali là không phải là đông, nhưng mà lúc đó Như Lan mới biết lạnh. Và để mà Như Lan biết nhớ là đi thăm gia đình và đi giống như Big Bear rồi vậy, lần đầu tiên được thấy tuyết. And that was the best for when you're young and you thấy tuyết mà lần đầu tiên trong đời. Quý vị biết cái cảm giác mà tuyết nó rơi, Như Lan nó lè lưỡi ra giống như ăn kem vậy đó. Yeah, it's really, that was probably my favorite. Như vậy thì mùa đông cũng sắp tới và nhất là Giáng sinh cũng sắp tới rồi. Thì nếu mà được có được một điều ước trong dịp Giáng sinh năm nay thì nữ ca sĩ xinh đẹp của chúng ta sẽ ước điều gì đây? Ngọc Hân cũng biết là ước là không được nói, quý vị, right? Ước là không được nói ra, cho nên là cho Như Lan một vài giây để ước, xong rồi cứ im lặng như vậy. Khi nào mà ước mơ của Như Lan trở thành sự thật thì quý vị sẽ biết nhé. Ok, let me think. Ngọc Hân đếm nha. 1, 2, okay. 3, rồi, vừa đúng số 3 luôn quý vị. Yeah, Như Lan hứa là nếu mà ước mơ của Như Lan và điều ước của Như Lan trở thành sự thật, quý vị sẽ biết. Như vậy thì bây giờ điều ước của mình giữ cho riêng mình đi. Nhưng mà nếu mà được gửi tới quý khán giả một lời chúc, điều ước gì đó gửi cho quý khán giả của mình thì chị sẽ chúc điều gì nào? Như Lan, theo Như Lan là ngày trong mùa đông mà đặc biệt là những ngày Christmas hoặc là New Year, cái lời chúc mà đẹp nhất là lúc nào quý vị cũng có một mùa đông và mùa Giáng sinh thật là đầm ấm, và lúc nào cũng quây cùng trong bên gia đình và những người thân yêu. Tại vì một người nghệ sĩ lúc mà mùa đông đó là lúc nào cũng là cái ngày đi diễn. Thì vì Như Lan chưa có gia đình, có chồng nhưng mà chưa có con, cho nên là vẫn còn đi làm. Như Lan hy vọng là một ngày nào đó thì Như Lan cũng có một mùa đông riêng của Như Lan.